cây có gốc nở lành xanh ngọt, nước có nguồn về cả sông sâu người ta. Hành tế bắt đầu.
có một cung dao lực người mang lại cho già bất niên. Ở đời vụn hòa giao đình, tu tâm tới đức trời dành phần cho. Gặp nguy bắt được kêu nguy, gặp hạn bắt được cùng chỉ. Thank you.
Thank you.
Thank you.
con đề Nam Mô A Di Đà Phật. Văn tế nhà thờ họ Dĩ Phúc Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Nam quốc hương yên tình, tiên nữ huyền thì lối xa con dâng lễ trời chúng cho
Về đây
tổ chức một tuần thế trước hết là để cầu an, cầu yên cho chân linh tổ đường, chân linh các thế hệ dòng họ Phạm Duy đã y quy nơi cửu truyền về nơi chiên suối. Nay kính mời chân linh tiên tổ về đây chứng giám lòng thành của con cháu dòng họ Phạm Duy và chứng tuần tế của đội tế quang niên thôn thôn Lệ Chi, xã Thủy Lôi, huyện Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên, và cũng cầu mong tiên tổ phô thiên phù hộ cho các bà các bác trong đội tế mạnh khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc và có thật nhiều sức khỏe để làm những việc làm đầy ý nghĩa tâm đức này. Và bằng múa hát biểu diễn của đoàn tế quan liên thôn Nghệ Chi rất là đẹp, rất hoành tráng, liệt trống, tiếng phách rất hài hòa với điệu múa, điệu kèn của đội tế đã đem lại cho chúng tôi niềm hưng phấn tăng lên gấp nhiều lần nhân ngày khánh thành tự động dòng họ Phạm Duy. Màn múa, màn hát của các quý vị rất là hay như một ca sĩ chuyên nghiệp, và chúng tôi rất cảm xúc trước tình cảm và tấm lòng thành của các con, của các cụ, con các bà trong toàn tế nữ đã về đây. Ngoài việc phát tâm của mình ra mua lễ về thắp hương tổ đường là có nắng hoa tặng cho cái ngày lễ của chúng tôi thêm phần ý nghĩa, thêm phần linh thiêng và trang trọng. Chúng tôi rất kính trọng và nể phục tấm lòng thành kính của các ông các bà trong đồng tế nữ thôn Lệ Chi, xã Thủy Đôi và thay mặt dòng họ Phạm Duy không biết nói gì hơn, xin kính chúc toàn thể các cụ, các ông các bà sức khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn và xin mời bà Giang nên nhận món quà một bó hoa để thể hiện tấm lòng thành của dòng họ Phạm Duy và chút quà tri ân của dòng họ chúng tôi với đoàn thế. Một lần nữa đề nghị toàn thể chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn bà. Kính thưa quý các cụ, các ông, các bà, tất cả trong dòng tộc họ Phạm Duy, hôm nay đoàn thế nữ quan nhân thôn xã Thủy Môi chúng con được về đây rất là vinh dự cho chúng con được về thế lễ cửa thánh tổ. Hôm nay chúng con đã được sự giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho đoàn chúng con về thế lễ thánh tổ. Đến đây chúng con là hoàn thành xong vấn tế. Con xin thân đại diện cho đoàn xin chân thành cảm ơn và con xin chúc tất cả dòng họ Phạm Duy ngày một sang trang rạng rỡ, nhà nhà an lạc, phúc thọ an khang, lộc tài thịnh vượng. A Di Đà Phật.